Sao tầm này khoảng mười mấy mét mình nhắm đỉnh chạc nha anh em. Đây đỉnh chạc em cò bợ gửi em cò lét rồi đi cò bợ nói cho sang giờ kiến cò bợ cũng đỏ mắt chứ không phải giỡn nữa. Giờ hết mồi rồi, đụng con gì bắn con nấy nha cả nhà. Đây bữa nay mình đi săn nữa nha mọi người. Thì năm nay nói chung là mùa này là mùa khô mùa nắng rồi, mình mặc quần dài hạn chế mặc quần sọt nắng quá anh em ơi. Chứ sáng ngày còn mát mát thôi mình đeo khẩu trang này, cái lượng bắn mình kéo xuống thì cái tầm chính xác của mình nó sẽ cao hơn. Còn lúc nào nắng quá thì mình sẽ đeo khẩu trang này, đeo khẩu trang này sẽ bắn một thời gian mới quen mới bắn được anh em, còn không là nó đạn nó lệch dữ lắm. Nhưng mình cố gắng mình luyện tập để mình đi săn mùa nắng này nó sẽ mát mẻ hơn. Ok, tiếp tục theo dõi clip của vợ chồng mình nhé. Đây là mình cũng vẫn ngắm đỉnh chạc luôn nè. Sổm sổm đu, nghe mục tiêu ngay dưới. Thì cái con này mình cũng vẫn ngắm để đỉnh chạc luôn đó, ngay giữa người luôn. Ok, vào qua lượm bò lên tới đó hả? Tầm này là mười mấy mét mình cũng ngắm ở đỉnh chạc thì nó ăn ngay giữa nè anh em. Con kia nãy cũng ăn ngay giữa luôn, con này cũng ngay giữa luôn. Còn lát thứ hai nha. Giờ cò bợ kiếm khó quá cả nhà. Giờ anh em đi lão quá, giờ kiếm cò bợ khó quá anh em ơi. Còn là cò lét không. Nguyên một con kênh nè, mình đi mình tép được 3 con. Kìa xe. 3 con. Bên ta chỗ luôn nè anh em. Em cò lét thứ 3 nha. Con này mình cũng ngắm đỉnh chạc luôn anh em. À, tiếp tục theo dõi clip đi săn của vợ chồng mình nha. Ok. Tầm này hơi gần mình nhích chặn lên chút xíu nữa. Rồi. Rồi. Xâm đủ. Nghe đầu.
mấy mét là mình nhích chạc lên chút xíu anh em. Đây nè, mình lên như đây chạc nè, mấy gen nè là nó ăn ngay trung tâm luôn nè, đó ngay trung tâm luôn. Ok, tiếp tục dõi clip hai dây săn của vợ chồng mình nha. Let's go. Chạy lên hơi cao nha anh em. Đạn hết hay là nó chết? Một con. Em cua vằn nữa anh em. Tầm này gần mà mình đưa lên chặt hơi nhiều nhiều chút, có 5-6 mét rồi. Nghe đầu rồi. Chết luôn hả? Ba vô đoạn ói máu rồi nè. Nè còn mùa này nó chuẩn bị nó thay lông nè, mình có cấu quá mập luôn. Mời em cò. Yeah. Còn này, mùa này nó màu nó hơi ngà ngà. Thì cho thấy nó hay vậy. Còn này đúng là đang thay lông. Thứ hai nữa nha anh em. Nè nó muốn thành con cối nè anh em thấy không? Thay lông á, chưa là còn thay lông á. Nó thay lông là nó rất là mập. Anh em.
quá cả nhà ơi, khoe lưỡi hết rồi. Hai vợ chồng sắp le lưỡi hết, nắng quá mà không thấy đường luôn. Hít sọt anh em, tầm mười mấy mét, mười hai mười ba mét mà cũng ngắm đến gạt luôn, mà nó cũng còn hăng hơi cao nè, nghe táo. Gió muốn bay luôn. Đang được đi cái giọng thế ghét. Đâu? Mày không thấy ta? Bà phiên đâu có thấy được con cò này đâu mọi người. Mình đi chạy ngang qua, mình núp núp, mình dĩa ngay tim luôn. Con nào mình cũng ngắm, nói chung là đánh chạc mình nhích lên chút xíu thôi. Tại giờ tầm thấp mà mọi người, mình nhích lên chút xíu. Em cò thứ ba kia. Quá nắng. Xấu xí. Thôi luôn. Rồi nằm trên thanh long nằm con này trên. Thì mình nhắm đỉnh chạc luôn anh em. Bụi thanh long luôn. 1 2 3 4 5 6 7, bụi thứ 7 á. Ôi mẹ thấy con cò trắng kìa chưa. Ừ, chạy bữa đó đó. Nắng quá trời lạ mắt luôn. Lắm mát xuyên cái cần cổ anh em, chích tại chỗ luôn, cái da thanh long này tầm 20 gớt. Con này mình lên con nữa rồi. Con này mình bắn là xe luôn vậy. Đưa chạc lên chút xíu nhưng mà mình phơi cái chạc lên cái bãi xíu nha mọi người. Tại bắn trên cao á là mình phải phơi chạc chút xíu. Anh em sao chứ mọi người. Hết rồi. Ngoài 20 mét mình nhích giặt lên chút xíu, nhưng mà cái mục tiêu vậy nè, mình nghe thấy vô thường mình ngắm nó vậy không, nhưng mà mình phơi cái chạc ra nghiêng chút xíu bên tay phải anh em, tại viên đạn lúc nào nó cũng ăn xém á. Wow, rất cao là nó vậy đó, rất cao là phải phơi chạc chút xíu. Lông ăn ra bông. Nắng quá anh em ơi, nắng xì khối luôn. Tiếp tục mình thôi nào, dài mà hơn mình đeo khẩu trang mình bắn nha. Mình tập luyện đeo khẩu trang bắn này cho nó mát anh em ơi, chạy nắng quá chịu không nổi. Mình muốn mát luôn. Tập một thời gian mới quen mới bắn được anh em, còn chưa quen bắn nó đạn đi đâu không à. Chơi tiếp tục, vợ chồng mình đi săn mọi người. Tiếp tục. Mày. Mày.
nó gãy cánh đó. Đây nè, này là nó bị gãy một cái chớp cánh nhỏ, nó bay không được đúng không? Nó chạy gãy cái chớp cánh nhỏ đúng không? Nó gãy một chớp cánh nhỏ nên nó bay không được. Cái đó mà ra miếng nữa là nó bay á. Hai chớp này thì nó bay không được rồi. Ừ. Hai em chớp có luôn hả? Em còn thứ tư nha mọi người. Ý là gãy hai chớp luôn hả? Ờ. Em thứ tư nha. Em này thì nói chung là nó cũng hơi xa. Mình ngắm nó, cái chạc mình ngắm nó chút xíu nè mọi người. Cỡ 5 gen á. Nó ăn cao hơn. Đó. Hên quá. Em còn mệt quá mọi người ơi. Cái con này mình bấm máy chưa kịp cái nhờ con kia ba mình đưa nó bay, nhà chồng mình bắn con khác. Cha bắn con này mẹ thấy con kia bay, mẹ tưởng là con kia không hả? Mẹ đâu bấm máy kịp đâu. Mẹ ngó lại thấy cái con này là quơ quơ quờ quờ. Thì bởi vậy chồng ngó, nhưng mà chồng nhìn lại chồng thấy con này còn dở đâu có thấy đâu. Con này chắc cánh này vô quay không được nữa anh em. Có con kia mình nhìn con kia nhưng mà giờ cũng kia nhìn, mình nhìn qua mình giờ, con này. Giờ cũng nhìn con kia mà mình giả nó khác một vô nha. Giữa đây luôn. Em còn thứ năm nha mọi người. Ui, có thành quả là được rồi. Yeah. Con này chắc cũng cỡ mười mấy mét á, mình cũng ngắm đỉnh chạc luôn. Nhưng tiếp mà tiếc, tiếc cái không được thấy cảnh quay bắn thôi. Trời ơi chúng cơ bóc. Bóc luôn anh em mà nó vậy đó. Dạ. Bay anh em. Bóc cái bạch vậy mà nó bay đánh meo. Này chắc sẽ vô. Rồi. Bạn vô vùng biển. Dạ vậy giờ mình đi về. Nắng quá rồi. Về đụng nào bắn con đó ra cả nhà. Ok giờ hai chồng mình trên đường qua phà vậy nè mọi người. Thì buổi đi săn ngày chuyến đi săn hôm nay là được 5 chú cua bợ với mớ cua vàng với ban cò lép, thì cũng được một số thôi. Hai chồng đi về bữa nay đi về giờ này chắc cũng khoảng gần 3 giờ. Hai chồng trai về tạm tạm về tới nhà rồi. Mong mọi người thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một nhấn chuông để mỗi khi mình ra clip thì nó sẽ đề xuất cho mọi người hàng xóm để mọi người xem giải trí sau một ngày làm việc nha mọi người. Ok vậy, bye bye mọi người nha. Mình đã chuẩn bị lên phà mình về nha mọi người. Yo. Hello, xin chào mọi người đến với kênh của mình Phúc Tài Vlog. Mình chiều đi săn, bữa nay về tới bên vợ với con rồi. Này. Bữa nay đi săn này được mớ được 5 chú bò bờ với 3 chú bò lép với mớ cua vàng. Giờ bên đây bên vợ mình cho mình được mớ rắn nè. Đó mớ rắn. Thì mình bằng lông. Bằng lông về chắc cái này chắc không biết làm gì ăn. Chắc bỏ tủ lạnh. Chắc bỏ tủ lạnh luôn quá. Mà thấy mớ rắn này ngon quá mọi người ơi. Nên mình làm mình bỏ tủ lạnh. Trước tiên là bỏ tủ lạnh đi. Không biết làm gì ăn thì bỏ tủ lạnh trước. Chừng nào có làm review cho cả nhà cùng xem. Thì mình sẽ review cho mọi người cùng xem. Đây thành quả của hai vợ chồng mình sau một nói chung là từ ngày đi săn. Xem chút nữa là trớt rồi, phải nói là vậy luôn. Quá nắng quá. Trễ 9 giờ mấy mới qua. Giờ trong khi đó ha, hai chồng mình nắng quá, tưởng là trớt rồi, nói là hai chồng nói bữa nay là đi là nói chung là sợ là không có clip cho cả nhà cùng xem luôn. Đâu hên. Hên giá chiều vớt vớt lại. Thì săn cũng được như đó, mọi người thấy cũng ổn thì mọi người thấy hay nhớ. Đây. Cho vợ chồng mình một đăng ký kênh. Một like, một 5 con cò bợ nha cả nhà. Đây là 3 con cò lép, 2, 4, 6, 8, 9 con cua vằn.
Thì nói chung là không có cái gì hơn thì mong cả nhà cũng như anh em nó hữu gần xa ủng hộ cho kênh Phúc Tài Vlog cũng như cho hai vợ chồng mình để một ngày sẽ có cái clip hay hơn. Bây giờ mình tắt, mình kết thúc video lại đây để mình mần nhổ mớ lông này chắc cũng tới tối luôn quá. Hẹn gặp lại cả nhà nha.